Các nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra cháy, nhiều người nhìn thấy khói đen phát ra từ cửa sổ tầng 9. Mọi người lập tức tháo chạy ra khỏi tòa nhà. Phát hiện cháy, các nhân viên bảo vệ tòa nhà cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Họ phải báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để cứu hỏa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt. Khu vực xảy ra cháy là trụ sở một công ty nằm ở tầng 9 của tòa nhà. Một số nhân viên của công ty này cho hay, ngọn lửa phát ra từ một phòng làm việc, bên trong chứa nhiều máy móc điện tử. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.